cả nhà, ngày hôm nay thì mình sẽ create một makeup look chào đón ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Nhân dịp này thì chúc cho các chị em luôn xinh đẹp và rạng rỡ như những đóa hoa nhé. Còn bây giờ thì cùng mình đi vào video luôn nhé. Trước khi makeup thì mình thường có thói quen dưỡng ẩm cho da. Ngày hôm nay mình sẽ sử dụng kem chống nắng Sun By Me, vừa để chống nắng vừa để cung cấp độ ẩm nhẹ nhàng cho da. Mình thấy chất kem của cái kem chống nắng này thì nó rất là mềm và xốp, và khi mà mình apply thế này lên mặt thì nó thấm vào da mình rất là nhanh. Một điểm mà mình rất thích ở kem chống nắng này là nó không nâng tone da, không để lại vệt trắng trên da, và mình dùng thấy rất là ưng. Tiếp đến mình dùng kem nền của Catrice và cọ nền FDS01 mà mình đã review ở clip trước, nhẹ nhàng tán từng phần ở trên mặt. Như các bạn thấy thì khi mà tán lên như thế này, mình sẽ sử dụng cái kỹ thuật dạng nhẹ như vậy chứ không miết nhá. Miết như thế này thì nó, thứ nhất là nó sẽ không tốt cho da, thứ hai là nó sẽ tạo ra cái vệt cọ trên da nhìn rất là xấu. Sau đó thì mình sẽ sử dụng che khuyết điểm bằng dạng kem nén. Đây là bảng Conceal and Contour của Sivana. Dùng che khuyết điểm thì mình thường hay sử dụng những cái loại cọ như thế này, đọc vào những cái phần mà cần che khuyết điểm, như là vùng dưới mắt, vùng chữ T và ở dưới cằm. Nếu mà bạn nào có mụn thì mình có thể sử dụng những cái cọ dẹt để che đi những cái đốm mụn hoặc là thâm mụn nhé. Đối với tất cả các bước tán mỹ phẩm dạng kem cho đến dạng lỏng, mình sẽ luôn sử dụng kỹ thuật dạng nhẹ nhàng như thế này để không làm tổn thương da, và đặc biệt là không làm tổn thương phần mắt. Mình dùng màu đậm nhất trong bảng để contour mũi. Mình rất thích contour mũi bằng dạng kem như thế này vì nó sẽ làm cho lớp trang điểm nhìn rất là tự nhiên, mũi sẽ có cảm giác cao và nhỏ hơn. Đối với một ngày lễ tình cảm lãng mạn như thế này thì mình sẽ không kẻ lông mày quá là dài hay là sắc, mà sẽ chỉ đưa chì theo đường lông mày có sẵn, kéo dài một chút ở đuôi cho gương mặt thêm phần sắc sảo hơn thôi. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng một màu nút có pha một chút nâu để tán vào toàn bộ bầu mắt. Phần mắt ngày hôm nay mình muốn trông đặc biệt hơn bình thường một chút. Hôm nay thì mình sẽ không make màu gì quá đậm hay là nhấn nhá gì quá nhiều, mà chủ yếu tập trung vào eyeliner. Mình sẽ dùng son Handayan màu số 12 và một cái cọ dẹt nhỏ như thế này để tạo đường eyeliner cho mắt. Sau đó lấy một chút phấn nâu để tán đè lên đường eyeliner đó, rồi sau đó tán một chút phấn hồng nhẹ để tạo điểm nhấn cho mắt.